Các hàng quán vỉa hè mọc trở lại như nấm sau mưa, khách ra vào đông tấp nập, nhiều người đến ăn uống không hề giữ ý khoảng cách 1 mét trở lên. Trước đó, vào hôm ngày 31 tháng 7, nhằm thực hiện các yêu cầu mới về phòng chống dịch Covid-19, Hà Nội đã yêu cầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, các quán bar, karaoke, đặc biệt là các hàng quán vỉa hè phải đóng cửa. Tuy nhiên, ghi nhận tới thời điểm hiện tại, việc thực hiện giãn cách ở một số nơi trên địa bàn thành phố chưa thực sự nghiêm túc, dường như nhiều người đang lãng quên yêu cầu trên dù chỉ sau chưa đầy nửa tháng. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố ở thủ đô, bên cạnh việc đa phần người dân đang rất nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ mình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song nhiều người vẫn thản nhiên bất chấp các chế tài xử phạt. Chiều đến, người tập trung đông tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục, đi bộ quanh hồ, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang cũng như không giữ khoảng cách an toàn. Đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã triển khai xử phạt nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 300.000 đồng trên một người. Đó, việc tuyên truyền về các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các chế tài liên quan cũng được thực hiện. Nhưng theo ghi nhận, còn rất nhiều người chủ quan với bản thân và thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Tại khu vực phố cổ, nhà thờ lớn, việc người dân không tuân thủ quy định cũng diễn ra khá phổ biến. Những tài xế xe ôm trong lúc ngồi chờ khách tụ tập nói chuyện rôm rã mà không thực hiện bất kỳ một biện pháp nào để phòng tránh bệnh tật.